Này làm gì đó? Công ty mời cô về ngủ à? Không phải, anh nghe em giải thích. Giải thích cái gì? Nhìn mắt cô kìa, thâm quần hết. Tối qua đi bar đúng không? Đời sống về đêm phong phú quá ha. Nhưng hôm qua... Tôi không có muốn nghe lý do gì cả. Muốn ngủ á, đi về nhà mà ngủ. Không ai quản cô, ok? Linh. Em nói cái công việc phần trước của em cho sang nghe. Anh Linh, thứ hai thì em làm phương án liên quan đến phần mềm Chirata tự động. Thứ ba thì em lên chiến lược xây dựng hệ thống. Thứ tư và thứ năm đều làm ba cái phương án thiết kế khác. Từ thứ sáu đến chủ nhật thì bên phía đối tác thấy kế hoạch của chúng ta không hợp lý nên em đã sửa lại. Em đã không có thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ. Anh Linh, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa ạ. Em xin lỗi anh. Đây là 5 cái dự án mà đang cần xử lý. Và em hãy gửi lại cho anh trước thứ sáu tuần sau. Còn Yến, em cứ về nhà em nghỉ ngơi 2 ngày đi. Dạ, em cảm ơn anh. Công ty chúng ta cần, nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta phải ép nhân viên làm việc mà không vì có ngày nghỉ. Chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau.